người ta soi mói tật xấu của vợ bạn, thực ra là coi thường bạn. Bạn không bảo vệ cô ấy thì thôi đi, bạn lại cùng bọn họ soi chung. Bạn đang giả ngu hay ngu thật thế? Đừng nghĩ rằng họ soi mói tật xấu của vợ bạn là vì muốn tốt cho bạn. Cái mà họ muốn khơi dậy chính là mối quan hệ của hai vợ chồng bạn. Cuối cùng nhà người ta ấm êm hạnh phúc, còn nhà bạn thì tan rồi. Con người thường tìm kiếm hạnh phúc bằng hai cách. Có người sẽ nâng mình lên cao hơn người khác, họ sẽ hạnh phúc. Ngược lại, có những kẻ muốn đạp người khác xuống để bạn phải thấp hơn họ và họ cảm thấy mãn nguyện. Giống như khi ta đi học, lúc thi kiểm tra, chúng ta được 5 điểm, các bạn còn lại toàn 8, 9 điểm. Ta liền thấy thất vọng, buồn bực. Nhưng cũng là 5 điểm, các bạn khác chỉ 3 với 4 điểm, ta lập tức vui vẻ, hãnh diện. Những kẻ nói xấu vợ của bạn, thậm chí họ còn không hiểu họ đang làm gì, họ chỉ vô thức làm điều đó, vì như thế họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tại sao họ không nói xấu vợ của sếp, của cấp trên? Vì họ sợ. Còn bạn họ không để vào mắt, nên họ thích thì nói, thích thì soi. Bạn chỉ cần bảo vệ vợ của mình, lần sau họ sẽ không bao giờ dám lặp lại điều đó nữa. Nếu không, mỗi lần gặp lại, họ lại lôi vợ bạn ra làm chủ đề để giáo huấn bạn, để tổn thương gia đình bạn. Hãy là một người chồng đúng nghĩa, trân trọng,